Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi ra quảng trường Vạn Xuân ở thành phố Phú Yên. Mình sẽ test con Mini 4 Pro này. Đây. Quảng trường Vạn Xuân lúc 4 rưỡi chiều. Thời tiết vẫn còn nắng lắm. Đây. Hiện tại mình đang ở quảng trường Vạn Xuân Phú Yên đây. Đang tiến hành tìm một cái địa điểm nào để bay. Trời khá là nắng. Tấm luôn, không một bóng cây. Mình đã chuẩn bị rồi. Đầu tiên là khởi động flycam đây này, nhấn giữ này. Ok, flycam. Đó. Vào màn hình DJI, vào màn hình DJI Fly. Cam sẵn sàng. Đây chưa? Mọi người kiểm tra sóng này, GPS, đây. Chế độ, tốc độ gió, hướng bay, đây, thẻ nhớ, dung lượng thẻ nhớ đây. Ok, thử nhá. Feel the fire.
rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Ok, vậy là mình đã vừa mới test thử con DJI Mini 4 Pro ở quảng trường Vạn Xuân. Cũng thật là tiếc là hôm nay mình lại không sạc đầy cái con flycam này. Thật ra là mình đã quay được một tí là đã hết pin rồi. Nhưng mà cảm nhận lần đầu tiên bay thì đúng là tuyệt vời. Hình ảnh sắc nét luôn. Flycam thì bay được một lúc, hôm nay trời nắng nên là bay một lúc nóng tan luôn. Nóng gian luôn cả máy. Đây, cam này. Vậy là chuyến bay thành công tốt đẹp, không có vấn đề gì xảy ra cả. Thì cũng bắt đầu là sử dụng quen dần với các nút, các phím ở trên cái ở tay cầm flycam rồi. Đấy. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo nha. Mình sẽ bay nhiều để có được những cái thước phim đẹp nhất cho mọi người nha. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.